Chị Hằng, Gì vậy? Ngồi ghế nè. có chuyện muốn nhờ chị. Ngồi ghế đi, xong rồi nói gì nói. Chuyện gì vậy? Chị giúp em cái này đi, em tính nhờ chị một chuyện. Chuyện gì? Chị cho em mượn 30 triệu luôn. 30 triệu hả? Em có một chuyện gấp. Ra 30 triệu thì chị cũng có, nhưng mà chị đang cần tiền để chị xoay công việc. Chị đang giúp em 30 triệu thôi. Chị giúp việc là chị giúp liền à? Thôi hay là em thử hỏi người khác xem. Không được chị ơi, Sao không được? mượn người khác phải trả. Thôi thôi, đi về đi, về Đang đi, giúp về em, đi. Thôi, đang giúp em đây này. quá trời khách hả? Đang chuẩn bị đợi nhổ răng này. Thôi em đi về đi. Cho mượn 30 triệu. Thôi mượn người khác đi. Mượn không được. Mượn ai cũng phải trả hết. Thôi đi đi.